Rồi ok, xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Vinet. Hôm nay thì bên mình sẽ tiếp tục review cho bạn về một trong những chiếc quạt tàn nhiệt mới nhất của hãng Memo và nó sẽ có mã model là CX07. Liệu mã model này sẽ có gì đặc biệt thì ngay bây giờ hãy cùng mình đi vào chi tiết nhé. Rồi ok, ở đây thì trên tay mình đang có là bộ sản phẩm của CX07. Và giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào một nhanh nhé. Ở đây thì trên tay mình đang có là phiên bản là Meninchine. Đó. Rồi. Và bên trong thì chúng ta sẽ có một hộp đựng nhựa như thế này. Đó. Và đây thì đương nhiên rồi, chúng ta sẽ có một quả tản nhiệt này, một miếng dán từ tính nhé. Đó. Ở đây như thế này nhé. Ở đây thì các bạn có thể thấy cả mã QR này của hãng này. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có hai cái kẹp ngàm này, một dây cáp sạc là USB Type-C, một quyển sách hướng dẫn sử dụng ở bên dưới, và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một chiếc chổi nhé để vệ sinh. Đó. Quạt tản nhiệt Memo CX07 là mã model có thiết kế được làm đẹp hơn, hiện đại hơn, cũng như tối ưu hơn so với các phiên bản tiền nhiệm trước đó, ví dụ như DL01, DL05 và CX03. Ở đây các bạn có thể thấy hệ thống tản nhiệt được làm thông thoáng hơn nhiều, điều này sẽ giúp khả năng lưu thông khí trở lên tốt hơn. Ngoài ra một điểm hay nữa trên CX07 là chúng ta có thể tháo rời lắp bảo vệ cánh quạt ra, sau đó thì tiến hành vệ sinh một cách dễ dàng. Khi các bạn mua về sử dụng trong thời gian dài thì đương nhiên rồi, nó sẽ bám rất nhiều bụi bẩn, không nào? Vậy nên việc có thể vệ sinh thường xuyên sẽ giúp quạt tăng hiệu năng khi sử dụng một cách hiệu quả. Có thể dùng chổi được tặng kèm trong bộ sản phẩm để làm sạch cho cánh quạt cũng như hệ thống tản nhiệt. Tiếp theo, CX07 sẽ có hai cách để gắn tản nhiệt vào thiết bị chơi game của bạn, đó chính là từ tính và kẹp ngàm. Với từ tính theo mình thấy sẽ có thiết kế thật sự rất mỏng, điều này sẽ giúp bạn không cần quá bận tâm về việc sau khi dán có bị cộ bóp hay không. Về độ bám thì nó thật sự rất là chắc chắn nên các bạn cứ yên tâm. Và tiếp theo với kẹp ngàm, khi muốn sử dụng thì các bạn cần phải tháo lắp bảo vệ cánh quạt ra. Sau đó thì mới có thể tiến hành gắn kẹp ngàm vào được. Khi đã ok rồi thì hãy đóng nắp lại. Cái hay ở đây là kẹp ngàm có thể xoay gọn vào trong khi không sử dụng đến. Trong trường hợp mà các bạn muốn sử dụng với từ tính thì vẫn ngon nghẻ nha, không có vướng víu gì cả. Với CX07 thì chúng ta sẽ không có đồng hồ đo nhiệt độ như các mã model khác. Ngoài ra thì chúng ta cũng không có nút bấm để có thể tắt mở hay chuyển đổi chế độ nét. Vậy nên với những ai không thích đèn đóm này lọ thì đây chắc chắn sẽ là một điểm trừ. Vì đơn giản bạn sẽ không thể tắt nét khi đã cắm nguồn sử dụng. Còn đâu đã là đam mê rồi thì CX07 lại mang đến một trong những dải đèn nét RGB thật sự rất đẹp, chuyển đổi ánh sáng rất là mượt mà. Tiếp đến sẽ là khả năng làm mát. Với CX07 có thể làm đông đá bề mặt chỉ sau một thời gian nhất định. Và bây giờ thì hãy cùng mình đi vào test xem với 1 phút 30 giây thì nó có thể giảm sâu là bao nhiêu độ C nhá. Với nhiệt độ đo được sau 1 phút 30 giây thì các bạn có thể thấy CX07 có khả năng giảm nhiệt cực nhanh cũng như cực sâu. Nên chính vì vậy thiết bị chơi game của bạn sẽ luôn ở mức nhiệt độ mát mẻ nhất. Điều này sẽ giúp máy của bạn không bị giảm tuổi thọ vì quá nhiệt mà còn tăng hiệu năng sử dụng khi chơi game. Rồi ok, vừa rồi thì mình đã vừa review khá chi tiết về quạt tản nhiệt CX07, sản phẩm mới nhất của nhà Memo. Và nếu như các bạn đã quan tâm thì có thể click đặt mua ngay tại nhà bán Vinet để có những mức giá tốt nhất nhé. Và tới giờ thì mình cũng xin dừng video tại đây. Đừng quên nhấn like, subscribe, đăng ký kênh để được nhận thông báo những video mới nhất từ bên mình. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tới. Xin chào.